Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2020, thứ năm tuần thứ 30 mùa thường niên năm chẳng. Trích thư thánh vào lô tông đồ gửi tín hữu Efeso. Anh em thân mến, về tương lai, anh em hãy can đảm trong Chúa và trong quyền năng sức mạnh của người. Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để anh em có thể chống lại được với những mưu trước ma quỷ. Bởi vì chúng ta không những chiến đấu với huyết nhục Mà còn chiến đấu với kẻ chấp chính và quyền thế Với kẻ cai quản thế giới u minh này Và những ác thần trên không gian Bởi đó, anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa Để có thể kháng cự được trong ngày đen tối Và đứng vững sau khi bình định được tất cả Vậy anh em hãy đứng vững Thắt đai lưng chân lý Mặc áo giáp công chính và chăn mang giày để sẵn sàng truyền bá tin mừng hòa bình. Anh em hãy luôn luôn mang khiên thuẫn đức tin. Nhờ đó anh em dập tắt được mọi tên lửa kẻ cực á. Anh em hãy nhận lấy mũ chiến cứu độ và cầm gươm của thánh thần, tức là lời của Thiên Chúa. Bằng mọi lời cầu xin và khẩn nguyện, anh em hãy nguyện cầu mọi lúc trong thánh thần hãy tỉnh thức ân cần lo việc đó và cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh hãy cầu nguyện cho cả tôi nữa để tôi được lợi khẩu khi mở miệng và can đảm rao giảng màu nhiệm tin mừng mà tôi là sứ giả ngay trong lúc phải mang xiềng xích hầu khi rao giảng tôi mạnh dạn nói năng như tôi phải nói đô là lời chua ta ơn chua ôi đa tạng của con chúc tùng chúa ôi đa tạng của con chúc tổng chúa là đấng rèn luyện cho tay con biết đâu tranh cho các ngón tay con thiên nghề chinh chiên ôi đa tạng của con chúc tùng chúa chúa là tình thương và là chiên lùi là đấng phù trợ và giải phóng con chúa là khiên thông là chỗ con nương nâu ngài bác chư dân phải khuất phục con ôi đa tạng của con chúc tùng chúa ôi thiên chúa con sẽ ca mừng ngài bài ca mới với cây đàn mười giây con sẽ ca mừng ngài vì ngài đã ban cho các vua chiến thắng đã giải phóng David là tôi tớ của Ngài. Ôi đa tạng của con, chúc tùng chúa. Alleluia, Alleluia. Cha của Đức Giê-xu Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã soi lòng tri để chúng ta biết thế nào là sự cây trong Chúa kêu gọi chúng ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Xin thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết thầy. Người trả lời: Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: Đây ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai. Rồi ngày thứ ba ta hoàn tất cuộc đời Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa Ta còn phải đi đường Vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Jerusalem Ôi Jerusalem, Jerusalem Người giết hại các tiên tri Và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi Đã bao lần ta muốn tụ hợp con cái ngươi Như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh Thế mà người đã không muốn Thì đây nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu Nhưng ta bảo cho các ngươi hay Các ngươi sẽ không còn xem thấy ta Cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng Chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến Đó là lời Chúa Lạy Chúa Kitô Ngợi khen Chúa Jerusalem, Jerusalem ơi Jerusalem, Jerusalem, đã bao lần ta muốn tập hợp ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Luca chương 13 câu 34. Suy niệm: Cuộc đời Đức Giêsu bị tiêu hao bởi một sự đam mê có sức cuốn hú hút người luôn hướng về Jerusalem. Chắc hẳn những người Pharisee nghĩ rằng nếu Chúa ở cách xa thành có thể sẽ dễ chịu hơn cho họ nên đã đề nghị rằng xin ông đi ra khỏi đây vì Herod đang tìm giết ông nhưng sẽ chẳng nơi đâu khác ngoài trong tâm dân Chúa đây mà người muốn thực hiện sứ mạng cứu thế của người lẽ nào một ngôn sứ lại chết ngoài thành Jerusalem như gà mẹ ấp ủ gà con Đức Kitô dành cho dân ngài một trái tim một tấm lòng người mẹ bạn có cảm nghiệm được mối tình của Đức Giêsu với Jerusalem không? Mời bạn đọc đi đọc lại nhiều lần. Jerusalem, Jerusalem. Đã bao lần ta muốn tập hợp ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Chắc chắn chẳng phải vì sự nguyên ngoan lộng lẫy của thành hay của đền thờ mà Đức Giêsu say mến đến thế. Nhưng Jerusalem đây là dân riêng của Chúa những người Chúa đã chọn gọi, yêu thương, giáo huấn và Ngài đã nhập thể, chịu chết để cứu chuộc họ. Sống lời Chúa, mời bạn cầm lấy một cái thánh giá và chiêm ngắm thật kỹ và xin nhân cảm nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu là như thế nào. Cầu nguyện. Ôi Giêsu, con hiểu rồi. Jerusalem đây cũng chính là con nữa. Biết bao lần Chúa cũng đã lo lắng ấp ủ con, nhưng con vẫn chai lì lạnh giá. Nhưng mẹ hiền không thể quên con mình. Chúa vẫn yêu thương kiên nhẫn với con. Xin cho con hiểu hơn nữa tình Chúa yêu thương con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Các ông là quái vật. Cuốn phim A.T. Nghĩa là người đến từ bên ngoài trái đất đã khởi đầu cho những giả thuyết về sự hiện hữu của nhiều giống người khác trên hành tinh. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó những người này đến viếng thăm trái đất của chúng ta. Có lẽ họ sẽ phải học hỏi họ rất nhiều nơi chúng ta. Họ sẽ nghiên cứu về các tôn giáo hiện hữu trên mặt đất. Họ sẽ tra cứu mọi thứ triết thuyết và mọi lẽ khôn ngoan cũng như bao cái duyên rồ của con người. Sau cùng, họ sẽ điều tra về những người Kitô và khám phá ra rằng thủ lãnh của họ là Giêsu Kitô. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cuộc đối thoại giữa họ và những người Kitô. Ông Giêsu Kitô là ai? Một người Kitô sẽ trả lời Ông là một người Do Thái, ông đã được muôn dân trong đời từ ngàn xưa. Ông đến như một vị tiên tri để cứu thoát tầng thế. Thế nhưng, họ đã làm gì với ông ta? thưa, họ đã đóng đinh ông vào thập tự. Và một người trong cuộc đối thoại sẽ nói thêm, phải có lẽ ông ta đã không đến đúng lúc. Giả như ông đến bây giờ đây thì mọi sự có lẽ sẽ khác. Người ta sẽ thông cảm với ông, sẽ yêu mến ông. Và như vậy tình huynh đệ đại đồng như chúng ta hằng mong ước sẽ được thực hiện. Thật là đáng tiếc, ông Giêsu đã đến không đúng lúc. Thật là một tai nạn đáng tiếc một người ki khác có lẽ sẽ phản đối tôi không đồng ý chúa giêsu có đến lúc nào và ở đâu thì mọi sự cũng sẽ diễn ra như thế thôi theo dõi cuộc đối thoại không chừng người đến từ hành tinh khác sẽ phát biểu vậy thì các ông là những quái vật có lẽ giống người của chúng ta trên mặt đất này là những quái vật và chính vì thế mà chúa giêsu đã đến để cứu độ chúng ta Ngài đã yêu thương chúng ta, Ngài đã thể hiện lòng nhân từ đối với chúng ta, bởi vì chúng ta là những quái vật. Chúng ta hãy thử nhìn vào các giống vật đang chia rẽ sự sống với chúng ta trên mặt đất này. Chúng nó có thể cắn xé những con thú khác không thuộc dòng giống của nó, nhưng chúng nó không bao giờ giết hại cắn xé lẫn nhau. Còn giống người của chúng ta thì sao? Nhưng thập giá của Đức Kitô không chỉ là một mặt khải về tính cách quái vật của con người. Nó còn là một thể hiện của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Đó là dấu chỉ của tình yêu, của hòa bình. Người Kitô mang trên người, vẽ trên người, dấu thập giá để ca tụng tình yêu của Thiên Chúa, cũng như để nói lên thiện chí xây dựng hòa bình của họ. Ước gì giáo thánh giá chúng ta làm mỗi ngày sẽ luôn nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa, cũng như mời chúng ta không ngừng xây dựng hòa bình với tất cả những người xung quanh bài tích xích lại sống